sẽ tỏ bày. Ngỡ thích anh em phải cố cho đổ, em chẳng sợ tương lai mình có khổ, chỉ cần anh cùng em đi qua ngàn bão tố. Con sống tình lên đền và nhấp nhô, về quê em yên bình không xô bộ, mệt mỏi lo toan anh bước lại thành phố. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp, giá rẻ, giá đầu tư luôn nha anh chị. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, dài 16m tại trục đường chính Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp. Ngày nằm ngay đối diện với hàng xe Mercedes-Benz. Căn nhà hẻm xe hơi và có thể đậu xe hơi thoải mái trong nhà. Thiết kế một trệt một lửng 3 lầu theo phong cách hiện đại và có tặng full nội thất trong nhà khoảng tầm 400 triệu đồng. Căn nhà rất đẹp, hướng đông nam, đường trước nhà rộng 5m, đường xe hơi nha anh chị. Đường cụt rộng 5m, đường nhựa rất là đẹp luôn. Căn nhà đã được giảm giá tới 1 tỷ 500 triệu đồng, với giá gốc trước đó thì chủ giao tới 8 tỷ 4, và bây giờ giảm xuống 1 tỷ rưỡi, chỉ còn giao bán với giá là 6 tỷ 900 triệu đồng thôi. Giá bán thì vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, bên trong có cửa cuốn. Một căn nhà rất đẹp, diện tích dài 4m2, dài tới 16m và đậu xe hơi trong nhà thoải mái nha. Tường bên tay phải chúng ta sẽ có tủ giày dép. Căn nhà rất đẹp, rất sang, hướng đông nam, và bây giờ có 6 tỷ 9 thôi. 6 tỷ 900 triệu đồng chúng ta có ngay một căn nhà đẹp và đậu xe hơi trong nhà thoải mái nha. Nhà hẻm xe hơi của trục đường Quang Trung, anh chị kiếm không ra đâu. Nhà mới xây hoàn toàn năm 2023. Tường thì được ốp gạch cao lên tầm 1m2, được sơn nước và trên có đèn chùm, đèn led. Căn nhà giá rất là êm, rất là rẻ nha anh chị. Giá rẻ ngang quận 12, có 6 tỷ 900 triệu đồng. Một căn nhà siêu đẹp, tặng lại sofa, kệ tivi, trong này đậu thoải mái xe hơi nha anh chị. Căn nhà giá rất êm, rất rẻ. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp này, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Đối diện thì chúng ta sẽ có tủ rượu, và cầu thang thì được làm tay vịn gỗ gò đỏ, kính dày 10 ly ốp đá hoa cương, đóng rích rắc, đúc rộng tầm 90, nhịp rất là thấp. Phòng bếp thì chúng ta sẽ được tặng lại bộ bàn ăn gỗ sồi, mặt kính và tủ bếp gỗ sồi luôn. Tường thì chúng ta sẽ được làm ốp gạch cao đụng trần. Một căn nhà xây dựng rất chắc chắn, rất bền đẹp nha. Trên có đèn chùm, đèn led thạch cao, rất chắc chắn, rất bền đẹp. Giá rẻ chỉ có 6 tỷ 9 thôi. Giá rẻ ngang đất, bán lỗ nha anh chị. Đất không cũng đã tới 5 tỷ rưỡi, 5 tỷ 7 rồi, mà nhà có 6 tỷ 9 thôi. Giá rất là thơm nha anh chị. Có nhà vệ sinh ở phía sau và giếng trời. Bồn cầu khố hết, vòi sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Nhà xây mới hoàn toàn năm 2022. Năm 2023, giá bán cực kỳ rẻ, có 6 tỷ 9 thôi. Quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà đẹp này, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Một căn nhà phải nói rất sang trọng, xây mới, nhà mẫu mới, mẫu đẹp, giá cực kỳ bình dân, 6 tỷ 9, anh chị còn thương lượng nữa. Cùng em di chuyển lên khu vực tầng lửng nha. Nhà thì đậu xe hơi thoải mái trong nhà. Tầng lửng nhà mình thì sẽ được làm một bộ cửa kính cách âm để làm phòng máy lạnh. Trong này có tặng tiếp một bộ sofa, ốp sàn gạch giả gỗ, có tủ rượu và máy lạnh đầy đủ hết nha. Máy lạnh Capper đầy đủ hết luôn. Trên có đèn chùm thạch cao. Một căn nhà giá cực kỳ êm, giá rất là rẻ luôn, có 6 tỷ 9. Nhà đẹp xây mới hoàn toàn năm 2023. Sổ hồng riêng, ngân hàng chắc phải cho vay được tầm 5 tỷ 7, 5 tỷ 8 rồi. Anh chị chỉ tầm hơn 1 tỷ tí xíu tiền mặt là chúng ta sở hữu ngay được căn nhà đẹp này rồi. Hiện giờ thì đang có rất nhiều căn nhà đẹp giá rẻ nha anh chị. Anh chị nào quan tâm đến những căn nhà đẹp giá dưới 7 tỷ, hãy alo ngay về tới nhà đất Bá Hưng để được đi xem ngay căn nhà này. Một căn nhà xây mới hoàn toàn, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Giá có 6 tỷ 9 thôi. Và cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1, phòng ngủ 1-2 nha. Nhà mình hướng đông nam, hẻm 5m, một sẹt của trục đường chính Quang Trung thuộc phường 8 Gò Vấp, nằm ngay đối diện với hàng xe Mercedes-Benz. Phòng ngủ thì rất rộng này, ốp sàn gạch giả gỗ, có giường, tủ, quần áo, kệ tivi, máy lạnh đầy đủ hết luôn. Khi chúng ta mua thì chỉ việc về ở thôi, không phải mua sắm thêm gì cả.
giá rất là êm luôn, có 6 tỷ 900 triệu đồng, nhà xây mới nha. Khu vực nhà vệ sinh có bồn cầu khối, vòi sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Căn nhà xây cực kỳ chắc chắn, cực kỳ bền, giá cực kỳ bình dân. Và anh chị nào muốn mua căn nhà này hãy gọi ngay về tem Hưng. Khu vực phòng số 2 này cũng có giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh Capper và giếng trời. Nhà sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Xe hơi đậu thoải mái trong nhà nha. Xe lớn, xe nhỏ đậu thoải mái luôn. Căn nhà dài tới 16m và giá bán có 6 tỷ 9 thôi. Anh chị nào thích căn nhà đẹp này hãy gọi ngay về tem Hưng nha. Một căn nhà thuộc đường Quang Trung, con đường rất là hiếm nhà đẹp, giá thì cực kỳ rẻ rồi. Phường 8, chúng ta di chuyển về sân bay chắc đi khoảng tầm 15 phút thôi. Lầu 2 thì có thêm 2 phòng cũng đã được bỏ nội thất sẵn. Phòng khá là rộng, khá là thoáng nha anh chị. Giường tủ máy lạnh có hết. Ban công ra ngoài đúc tầm 1m2, cửa nhôm Sifa và lan can là sắt sơn đồng. Giá cực kỳ bình dân, nhà xây chắc chắn, ở cực kỳ sướng luôn. Giá bán coi như bán lỗ nha anh chị, nhà này bán lỗ nặng luôn. Chủ nhà giảm tới 1 tỷ rưỡi bán lỗ nặng luôn nha. Có 6 tỷ 9 thôi và vẫn còn bớt nữa. Anh chị nào thích cái căn nhà này hãy alo ngay về tem Hưng. Alo ngay vào luôn nha. Phòng số 4 này có toilet đầy đủ. Căn nhà giá rất là thơm, rất là bình dân. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau. Sân thượng trước khá là rộng, anh chị có thể bố trí thêm phòng thờ ở đây được. Đã được ốp gạch và làm khung sắt kín chắc chắn rồi. Hoặc sân thượng sau thì cũng đã được làm mái và ốp gạch sạch sẽ hết nha. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video lần sau nha.